Trước hết cập nhật về nhiệt độ sáng sớm nay ở miền Bắc, tình hình là nhiệt độ thì có tăng nhẹ so với sáng ngày hôm qua, thế nhưng mà vẫn ở mức rét hại. Nhiệt độ đo được vào lúc 4 giờ sáng nay tại Sapa là 4 độ, thành phố Cao Bằng 5 độ, thành phố Lạng Sơn 6 độ. Còn ở vùng đồng bằng và ven biển, Ba Vì, Hà Nội 9 độ, ở trung tâm Hà Nội, Móng Cái, Quảng Ninh là 10 độ, Phù Liễn, Hải Phòng là 13 độ. Vâng, có thể thấy là nhiệt độ ở nhiều khu vực sáng nay đã xuống rất là thấp rồi ạ. Quý vị ở Hà Nội lưu ý là hãy thường xuyên theo dõi nhiệt độ ngoài trời những ngày này ở trong phần dự báo thời tiết trên Chào Buổi Sáng của chúng tôi lúc 6 giờ sáng. Căn cứ vào thông tin này, nếu như nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ thì học sinh tiểu học và mầm non sẽ nghỉ học. Thế còn ở dưới 7 độ thì cả trung học cơ sở cũng sẽ được nghỉ học. Dạ vâng, còn những ngày qua thì do không khí lạnh tăng cường liên tục thì đã xuất hiện băng tuyết ở vùng núi cao Yên Bái và Nghệ An, như là tại đỉnh Tà Trì Nhù, xã Xà Hồ và đỉnh Tà Sùa ở xã Bản Công của huyện Trạm Tấu, Yên Bái vào sáng và đêm hôm kia. Và sáng sớm ngày hôm qua thì đã xuất hiện băng tuyết trên diện rộng như quý vị đang thấy. Chính quyền địa phương thì đã chỉ đạo bà con là tuyệt đối không được thả rông gia súc, chủ động giữ ấm và dinh dưỡng cho cơ thể, nhất là người già và trẻ nhỏ. Còn ở Nghệ An thì nhiều khu vực ở huyện biên giới Kỳ Sơn cũng xuất hiện băng tuyết phủ trắng cây cối và nhà cửa. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng tránh rét, ảnh hưởng đến công tác, sinh hoạt và sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời cử các tổ công tác xuống để hướng dẫn, giúp đỡ bà con các biện pháp phòng chống và tránh rét cho người và vật nuôi. Còn tại Hà Tĩnh thì bà con cũng đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống rét nhằm đảm bảo sức khỏe và sự phát triển cho cây trồng và đàn gia súc gia cầm. Phóng viên Quang Tiến đang ở Hà Tĩnh sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Thưa quý vị, Hà Tĩnh là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi các tình trạng rét đậm và rét hại. Trong những năm trước đã có nhiều con trâu bò đã bị đổ ngã, chết rét do giá rét gây ra. Đặc biệt, tại các xã vùng núi thuộc huyện Can Lộc, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, nhiệt độ luôn duy trì ở mức thấp từ 9 đến 11 độ C vào ban đêm và sáng sớm. Để giữ ẩm cho đàn vật nuôi, người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp che chắn chuồng trại, dự trữ nguồn thức ăn và nuôi nhốt tại chuồng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, người dân phải tìm mọi cách để sưởi ấm. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo bà con không nên đốt than sưởi ấm quá đêm để tránh trường hợp bị ngộ độc khí than như thời gian vừa qua. Đợt rét đậm, rét hại nhiệt độ giảm sâu, kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình trạng sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, số bệnh nhân đến khám và điều trị do thời tiết giá lạnh tăng đáng kể, đặc biệt là đối tượng người già bị tăng huyết áp và trẻ em, chủ yếu các bệnh như sốt virus, cảm cúm và viêm phổi cũng tăng lên. Bác sĩ cũng khuyến cáo các trẻ cần được tiêm vaccine đầy đủ để tăng cường miễn dịch trong thời tiết giá rét này. Vâng, bên cạnh những khuyến cáo vừa rồi thì quý vị cũng lưu ý là khi mà trời rét đậm, rét hại thì bên cạnh việc mặc đủ ấm thì cũng nên ăn đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là nên ăn uống các đồ ấm và nóng. Vâng, và cũng không nên đi tập thể dục quá sớm ạ, nhất là với những người cao tuổi này, những người mà mắc những cái bệnh hô hấp hay là tim mạch. Ngoài ra thì nếu như mà trời có mưa hay là băng giá thì cũng nên mặc những cái trang phục mà không thấm nước để tránh bị ướt. Vâng, và một lưu ý nữa đó là khi mà chúng ta tham gia giao thông mà trời có mưa hay là băng giá thì nên di chuyển thật là chậm, tránh trơn trượt và gây tai nạn, và cũng không nên uống rượu bia khi ở ngoài trời lạnh. Cơ quan năng lượng quốc tế mới đây đã công bố báo cáo cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng đã đẩy nhu cầu tiêu thụ than trên toàn cầu trong năm 2022 lên mức cao kỷ lục, lần đầu tiên vượt qua 8 tỷ tấn trong một năm qua. Và về vấn đề này thì chúng tôi hiện đang kết nối với phóng viên Thế Dũng, là phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại châu Âu, nơi mà giá khí đốt đã tăng 300% trong năm nay, buộc các nước phải tìm nhiều cách để thay thế nguồn cung từ Nga, trong đó có sử dụng than ạ. Và xin được kết nối với anh Thế Dũng ạ. Anh Thế Dũng, việc thiếu hụt nguồn cung năng lượng thì khiến một số nước châu Âu hồi sinh các nhà máy nhiệt điện than. Vậy đây có phải là một yếu tố góp phần khiến cho thị trường than thế giới nhộn nhịp trở lại không ạ? Vâng. Thông báo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, tại châu Âu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng năng lượng, mức tiêu thụ than đã tăng 9% lên 377 triệu tấn. Cuộc xung đột tại Ukraine khiến nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn. Giá năng lượng tăng cao đã buộc các nước châu Âu khởi động lại hoạt động hoặc trì hoãn việc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than. Ở một số nhà máy thậm chí phải sử dụng than non, một loại than kém chất lượng, gây ô nhiễm hơn cả than đá. Năm 2022, mức tiêu thụ than trên toàn thế giới có thể tăng 1,2% so với năm 2021, vượt 8 tỷ tấn. Chưa bao giờ nhân loại đốt than
nhiều như vậy trong một năm. Dù đây là loại năng lượng ô nhiễm nhất và là nguồn phát thải khí nhà kính hàng đầu. Xin trở lại trường quay. Dạ vâng ạ, và châu Âu thì vừa đạt được thỏa thuận mới cải tổ thị trường carbon của khối với mục tiêu là cắt giảm khí phát thải khá là cao. Vậy thì cụ thể họ sẽ làm gì để đạt được mục tiêu này thưa anh? Vâng, năm 2022, nguồn cung khí đốt thiếu hụt khiến hàng loạt nước châu Âu như là Hà Lan, Đức, Áo dỡ bỏ tất cả các hạn chế với các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Song châu Âu không có dấu hiệu tăng đầu tư vào các dự án nhiệt điện than mới. Cơ quan năng lượng quốc tế nhận định mức tiêu thụ than của châu Âu có thể giảm xuống dưới mức của năm 2020 và năm 2025 khi dòng năng lượng tái tạo nhanh chóng đổ vào lưới điện, buộc các nước phải loại bỏ các nhà máy nhiệt điện than đắt tiền hơn và cũ hơn. Thỏa thuận mới về thị trường carbon đặt mục tiêu cắt giảm khí phát thải trong ngành sản xuất điện, nhất là nhiệt điện than, gia nhiệt, hàng không dân dụng và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng. Đáng chú ý, các nước châu Âu còn đưa ra mức giá khí phát thải với lĩnh vực hàng hải, đồng thời khởi động một thị trường carbon mới áp dụng cho ô tô và các tòa nhà vào năm 2027. Những động thái này được kỳ vọng có thể giúp châu Âu đạt mục tiêu cắt giảm 62% lượng khí thải so với mức của năm 2005 vào năm 2030. Xin trở lại trường quay. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Thế Dũng với những thông tin vừa rồi.